Con gì á mẹ ơi? Đấy con gì á? Con đó đó hả? Con đó là con thỏ con. Con thỏ à, con thỏ có lỗ tai đúng rồi. Chơi đang chơi điện thoại iPhone 6 đây đó cô chú. Mẹ để bên kia. Đúng rồi, để bên kia. Đó con gì á? Cái đó là cái cà tím. Cái cà tím chắc. Ừ. Cái cà tím chắc nè. A. F. Đúng rồi, F. Ông con gì á mẹ ơi? Con cá fish. Fish. Mẹ con gì á mẹ ơi? Con gì á? Con ếch frog. Frog. Con gì á mẹ ơi? Con gì á? Flower. Chữ flower outside. Đúng rồi. Gì đúng vậy? Đúng rồi. Flower ở outside á. Đó, nó ý là nó bông hoa ở ngoài là đi ra ngoài là phải mang dài đó, nói vậy đó. Rồi chữ gì á? A. T. Ừ, đúng rồi. Với con gì á mẹ ơi, con gì á? Con đó là con dê đó con. Goat. Mẹ con gì á? Rồi con coi con gì á? Mẹ con gì á mẹ ơi? Con hươu cao cổ. Mẹ hươu cao cổ. Đúng rồi, hươu cao cổ, đúng rồi. Giraffe. Mông khô sạch. À, cái đó là củ tỏi. Garlic. 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 Đúng rồi. Mẹ con kia, mẹ mẹ con kia. Xe lửa. Chữ gì á? A. H. H. Diện con gì á mẹ? Ui. Mẹ con gì á mẹ ơi? Hả? Con là con gì ta? Là con gì á mẹ ơi? Con gì ta? À, cái con đó là con mẹ con gì á mẹ ơi? Mẹ không biết luôn, mẹ quên con đó rồi. Con gì ta? Con gì mà nó mẹ không biết, mẹ xin lỗi con nha. Để bên kia. Để bên kia đúng rồi. Để chạy bên kia. Con đó con gì? Con hawk. No no no, horse. Horse. Rồi. Con gì á? Nghe nè. Hedgehog. Đúng rồi, giỏi. Vậy sao mẹ ơi? Mở lớn lên. Rồi học ABC đi, giờ ABC đi. Cái app này hay nè, cái app này học tiếng Anh cho trẻ là hay nè mọi người nè. Rồi, click vô, bấm vô, chữ gì? A. A, đúng rồi. Mẹ con gì á mẹ ơi? Con kiến á. Mẹ con gì á? Mẹ con gì á? Con bỏ lên, con bỏ cái trái này lên đi. Trái này trái gì? Cây bỏ. Cái cây bỏ này. À. Mẹ con gì á mẹ ơi? Mẹ không biết. Alien. Ghê không? Nó hơi ho. Ừ. Nó hơi ho. Hả? Ho chơi ho. Chơi ho hả? Ừ, chị ráng cố gắng chị đừng có ho nha. Chữ đó chữ gì nè, chữ gì tiếp theo, chữ gì? Ừ, chữ gì tiếp theo, con đọc qua chữ gì? Uống nước không? Nước nha. Bi kìa, chuẩn bị đọc chữ bắt đầu chữ bi kìa. Mẹ con gì á? Con ong. Ong chích. Con ong chích, đúng rồi, giỏi. Ong outside. Ong outside, ong ở ngoài á, ở ngoài trời á. Tail. Tail, đúng rồi, cái đuôi con ong á. Cái bé dĩa. Ừ. Rồi tới con gì kìa, cái con gì kìa. Hồng. Hồng. Đằng kia, đằng kia. Dạ. Con nói con gì á, nghe nè, nghe nghe cô nói con gì. Bỏ đây hồng. Nè, bỏ đây nè, nói. Hồng. Này. Mấy con gì á? Con bỏ vô đi, con bỏ vô nghe cô nói con gì á. Bè, đúng rồi. Mẹ ơi con gì á mẹ ơi, con gì á mẹ ơi, biết vậy đó. Mẹ đóng cửa lại. Sao đóng cửa lại? Không cho cô chú coi hả? Đóng cửa lại. Đóng cửa lại mà. Của ai? Của chay mà hả? Si. À, mẹ con gì á? Bỏ vô đi, người ta nói cho con nghe. Con gì á? Nghe nè. Crab. Con gì?
Con gì? À, con mắt con ngứa hả? À, coi con đó con gì? Này, caterpillar. Mấy con gì á? Bỏ vô. Cow. Jay là hiện tại đang ăn mac and cheese cô chú ơi. Yeah, lâu quá rồi Jay chưa có ăn mac and cheese. Rồi bấm vô chữ này chữ gì? Tiếp theo chữ gì? Thôi Jay, bấm coi chữ này chữ gì nè. Chữ gì? E. E. Mickey. Anh bỏ đây. Deer. Dog. Dog. Duck. Dragonfly. Good job, mommy. Good job, mommy. Thank you. D. What D? B. A. Oh. Ngon không? Làm gì vậy? Làm gì? Tự nhiên vậy hả? Tự nhiên thích vậy hả? Đó, ngồi được bè bình thường chút cái bắt đầu ngồi à. Rồi ngồi tướng à. Con gì á mẹ ơi? Con gì hả? Dạ. Con gì á? Con bấm bỏ vô. Mẹ con gì á mẹ ơi? Con thỏ. Mẹ chữ yên ra lớp tay. Đúng rồi con thỏ. Chóp. Hả? Con thỏ. Chóp. Con thỏ có cái lỗ tai vậy hả? Kiểu chóp mà. Tóc mà. Mẹ ai chóp? Tóc ai? Ê, trời. Tại sao phun? Tại sao phun? Ở phun vậy. Không có được phun vậy nghe chưa? Vậy. Không được phun vậy, uống miếng nước vô. Ok mẹ ơi. Không bị hô. Mẹ cũng dí mẹ. Cây mẹ. Mẹ con gì á mẹ ơi? Con chay. Mẹ không, mẹ có. Mẹ có sự Hot. Đúng rồi. Trái tim. Nhiều ngồi thẳng cô chú mới thấy. Ngồi thẳng lại cô chú mới thấy. Rồi ngồi thẳng xuống, ngồi xuống. Hot chạy sao mẹ ơi? Mẹ chạy sao tắt nhạc? Mẹ tại sao tắt nhạc hả? Tại vì nó lớn quá, ồn quá. Rồi ăn miếng đi. Nóng. Đâu có nóng. Hơi nóng một chút xíu thôi. Nhâm. Ăn xong vô đánh răng rửa mặt thay đồ như chưa? Mấy chú che đồ. Không có thay đồ, chưa ăn xong mà. Ngồi xuống đàng hoàng, mày tắt iPad đó nha. Bữa nay không có ra đường chơi được nha, bữa nay lạnh rồi nha. Phải không? Mày chơi hay tắt iPad. Tại vì con không chơi nữa, con đòi đi xuống mà. Con có coi nữa không? Có chơi nữa không? Mẹ con kia, mẹ ơi con kia. Đâu? Con kia. Đâu? Đâu con nói là con thỏ. Con thỏ bấm. Sao cứ hỏi con thỏ là con gì á? Hoài mẹ dạy con rồi mà sao con hỏi mẹ hoài vậy? Con kiếm chuyện hả? Mẹ dạy là phải nhớ chứ. Quá mẹ ơi chứ. Hả? Bùm bùm bùm. Bùm bùm. A B A Apple Ant Alien. Đó, mấy cái bảng này là tự học tiếng Anh đó cô chú. Để mày coi cái app là cái app gì để cho cô chú install này chơi nè. Không. Cho mấy bạn nghe, cho mấy bạn mấy anh mấy chị đồ rồi học này chơi. Không có gì. Ủa người chơi nằm cái kiểu gì lạ lùng vậy? Cái kiểu nằm á trời. Mẹ nằm với ai ta? Ủa mẹ đang đút con ăn mà tại sao con nằm kiểu đó rồi sao ăn? Mình ăn mình phải ngồi vậy mình ăn đàng hoàng chứ. Nghe lời mẹ ngồi vậy ăn đàng hoàng cho mẹ coi. Lẹ lên. Chơi ơi. Dạ. Ngồi dậy ăn đàng hoàng nhìn cho mẹ. Giỡn mặt. Chữ.
Gì hello cô chú, ngồi dậy ăn đàng hoàng giùm cho mẹ. Mẹ nói nghe không? Mẹ ai bấm mẹ ơi. Đây ngồi dậy đi, mẹ bấm lại cho. Ngồi dậy đi. À mày. Nhưng mà ngồi dậy đi mẹ bấm lại cho. Ông bấm lại gì vậy? Ngồi dậy đi mẹ bấm lại cho. Để lên. Thôi không chơi với anh chạy nữa, chạy lì quá. Coi nè. Coi nằm nè, được không? Đại ca mà vậy là đúng đại ca luôn, giang hồ Michigan đâu có giỡn đâu. Cô chú ơi, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nên là mẹ chay lấy đồ chơi ra cho chay chơi. Rửa cái này một bên là để cát, một bên là để nước. Cái gì con kiếm cái gì? Đây ba đang đem cái này ra cho chay nè. Đằng sau cái dù này sao dựng lên ta? Baby can you open this up? Dù này dựng lên sao? Đó, dữ chưa? Oh wow. Ôi trời trời, đừng làm đổ con. Đó, nguyên một cái thùng đồ chơi. Nguyên một cái thùng đồ chơi trong này nè. Đó, bây giờ là chơi cát được rồi nè. Thấy chưa con, nè con, nè con. Nè. Ok. Ok. Còn con biết cái này là gì không? Mày chỉ cho con chơi nha. Hi. Yeah. Đó, chị đó mới cho cái bong bóng nó làm bể rồi, cái chị đó chạy lại hỏi mới làm bể bong bóng hả chay. Rồi giờ nó hết lo rồi, nó hết lo rồi, giờ nó ham chơi với này rồi. Đó. Yeah. Trời ơi con đừng. Chị hỏi chay chơi. Yeah. Say, can you teach me how to play with the sand? Yeah, đúng rồi, bỏ vô. Big scoop. Can I put it? Wow. Another big scoop. Thấy không các bạn? Bên đây á, khi mà mình chơi ở ngoài trời hoặc là mình có ý định là mình sẽ gần gần những cái sông á, là người ta thường thường người ta mặc đồ bơi không à. Mấy đứa nít thì mặc đồ bơi từ lúc còn nhỏ, từ lúc mà mới sinh ra, nên là tới lớn cái tụi nó mặc tụi nó không biết mắc cỡ. Còn mình á, mình hồi nhỏ mình không mặc, mình không quen á, cái giờ mình mặc mấy đồ bơi là mình mắc cỡ dữ. Ngọc mà kêu Ngọc mặc đồ bơi giống bé này là thôi Ngọc mắc cỡ thì thôi luôn. Không bao giờ đâu, mặc cái quần rồi này kia kín rồi mặc cái áo kín thôi, chứ mà kia mặc cỡ mặc được. Như bé mấy con bé này nó thấy chuyện bình thường như ở huyện này, lớn lên nó cũng thấy bình thường, mình dị ờm mà. Chay bà chay đó, mong mốt bà lớn lên mà cũng mặc đồ y vậy đó, khổ. Tôi cũng gầu quá lắm, bà mốt bà lớn lên bà mỹ lắm, tôi cũng gầu nữa chứ không. Smear. Mẹ thì sống ở thế kỷ 16, còn con thì sống tới thế kỷ thôi, ơi, quá hiện đại rồi. Make a flat spot. Bà chay là sau này bà may mắn chứ sao, bà có Út bảo là sống ở thế kỷ hiện đại nè, nên hai bà với Út bảo là bởi vì nó hai đứa nó hợp nhau là vậy. Wait here, for a second. Ready? I'm gonna scoop it. Cát với nước là không khoái dọc cát hơn thấy không? Nào giờ dọc nước ấy rồi. Vui không chay? Coi chừng đổ cát vô bên nước nè. Look, water. Yeah. Oh, it feels it's colder than the lake. Really? Oh yeah. That is colder than the lake. That is colder than the lake. Nước lạnh như nước đá vậy. I'd rather go down to the lake than feel that hot. Oh, that water is cold. Are you playing? Build up all the way. Cover. Trời, bữa nay là hiện tại là cỡ khoảng 18 độ C. Thấy chưa, cô chú thấy chơi chơi với cát. Vui không con? Nói với ai? Hả? Với chị. Chị làm sao? Chị I love you. À, chị I love you hả? Trời đất ơi, trời, người ta mới chơi I love you rồi, cái gì I love you là hay lẹ vậy trời. Cái gì mà yêu, ai yêu.
Okay, leave it. I'm gonna fill some water in it. Cái này là chừng nào mà trời là gọi ấm ấm thì cắm, cái mẹ mày cho nước vô cho ngồi đây chơi trong đây tắm. Trời ơi, cái gì mà mới chơi chị chút xíu mà ai lúp du rồi, cái con người gì mà dễ yêu quá vậy hả? Thôi thôi thôi, no, không có bỏ vô đây. Bỏ vô đây nè. Đúng rồi, không có bỏ vô trong cái kia nghe chưa? Xách vô, xách đi đây. Chơi đi. Để mày dội cho này, cái mày bỏ nước cho. Đó, mấy chị tới chơi kìa. Yeah, come over with Chi đi. Yeah, view it. À, giờ nguyên đám nó chơi rồi đó, coi đó được không? Tự nhiên đem nước bên kia đổ bên đây đổ bên kia cũng rảnh, rảnh mà. Đó, mùa hè bên đây là mấy đứa nít đang chơi vậy không đó cô chú? Dọc nước, dọc cát, đồ này kia vậy đó. Jedi, you wanna take your shoes off? Shoes off? You want your shoes off? Cởi giày ra, đúng rồi, con cởi giày ra đi con. Đúng rồi. Rồi đi chân không trên cỏ luôn con. Để mình cà cái bàn chân mình cảm nhận được cái gì vậy? Cởi đâu đó anh chị? À, bây giờ con muốn mặc đồ bơi vô không? Ok, let's get your swimsuit on, ok? Trời ơi, nó cởi đồ ra đi tắm. Yeah, rồi để mẹ đem mặc đồ bơi vô cho. Thấy chưa cô chú, mặc đồ bơi là phải đi lấy đồ bơi đàng hoàng chứ không phải là. Tại vì ra ngoài tới ngoài trời là không có được ở chuồng, không có được cho người khác coi là cái gì. Đây, ra đây, mẹ lấy đồ bơi cho. Trời, nó biết đồ bơi nó ở đâu luôn ông ơi. Sao hay vậy? Mở tủ ra. Trời ơi, bà biết đồ bơi bà ở đâu luôn ông ơi. Đây nè, đây. Mở ra. Mà mặc đồ này, mặc bộ này cho. Ok. Rồi, đi ra. Rồi. Đó. Xong rồi đó cô chú. Ra. Rồi. Can I get your hand putting this on top of this? Ok, hold on. Give me one second. Chay nè, mặc đồ bơi vô nè. Coi chừng lạnh nha, lạnh lắm đó, lạnh hơn đứa đá luôn á. Bỏ chân vô, con đứng dọc thôi, con đừng ngồi xuống chi. Con dọc thôi chứ lạnh lắm. Đó, lạnh không? Cá đâu? Ủa cá đâu? Đây nè, cá nè. À bây giờ mày lấy baby sinh nhơ với daddy sinh nhơ cho con nha. Ok. Chê ơi, baby sinh nhơ, daddy sinh nhơ nè, lấy lên. Cái này là chê thường chơi ở trong bồn tắm á, khi mà tắm là chê chơi với mấy cái này. Rồi, mày đổ vô nha. Đó, cô chú mọi người. Mỗi khi chơi tắm là chơi với mấy cái đó trong đó đó. Ờ, đây xì sinh nhơ đó. Lạnh không? Lạnh hả? Gì vậy? Lạnh quá hả? Không lẽ giờ lấy nước sôi đổ vô chứ lạnh hơn nước đá nữa. Ông nội trời ơi trời quá lạnh luôn á. Mẹ đặt cô. Ờ. Ở đây phải là phèo. Sao? Phải fire. Fire sao? Cái đó là cái anh này là police. Is it a police? Yeah. Trời ơi, lạnh ghê luôn. Lạnh hơn nước đá nữa. Thôi vậy nhỏ không dám đứng chỗ mà đúng rồi. Không lẽ giờ mày vô mày nấu nước sôi chay. Lạnh còn hơn cái hồ nữa. Mà đúng mà để ngoài nắng dội vô một chút cả chừng tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ sau thì đỡ lạnh. Đi vô đây con. Không phải lắc kỳ, con chó đằng kia kìa. À, cô chú bữa nay ngoài đây là người ta chơi thuyền chơi đồ quá trời luôn, lạnh lạnh không dám đứng trong. Con ngồi ở ngoài á, con ngồi ở ngoài con lụm cũng được, con ngồi ở ngoài á. Looking like a true survivor, feeling like a little kid, I'm still standing. Con gì á? Con dịch á. Wash your hand, đúng rồi. Giơ tay à, wash your hand. Chay à. Đúng rồi, dọc chơi dưới nước là mình phải mặc cái bộ đồ đó để mình đỡ ướt đồ mình, phải không? Mẹ quên đi. Hôm nay là chơi này là nổi hứng rồi mẹ quên. Cái cây bùm bùm. Cái gì bùm bùm? Bùm bùm cây này.
Kìa mấy chị kìa, mấy chị kìa. Đây bác. Em tiếng nhé.